Như thật biết thân giới và tự tánh của thân giới là không, như thật biết xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết ý giới và tự tánh của ý giới là không, như thật biết pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 18 giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 6 giới? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết địa giới và tự tánh của địa giới là không, như thật biết thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 6 giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 4 thánh đế? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thánh đế khổ, như thật biết thánh đế tập, như thật biết thánh đế diệt, như thật biết thánh đế đạo, thì đó gọi là có thể học 4 thánh đế. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thánh đế khổ? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết khổ là tướng bức bách, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp là sự thật của bậc thánh. Khổ tức là chân như tức là khổ, không hai không khác, chỉ có bậc chân thánh có thể biết như thật, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết thánh đế khổ. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thánh đế tập? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tập là tướng sanh khởi, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp là sự thật của bậc thánh. Tập tức là chân như tức là tập, không hai không khác, chỉ có bậc chân thánh có thể như thật biết, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết thánh đế tập. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thánh đế diệt? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết diệt là tướng tịch tịnh, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp là sự thật của bậc thánh. Diệt tức là chân như tức là diệt, không hai không khác, chỉ có bậc chân thánh mới có thể như thật biết, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết thánh đế diệt.